Lâu lâu đi về quê thăm ruộng. Phát trực tiếp cho con bé nó coi. Này được gọi là livestream. Cái bờ này. Bờ ba đá thì mình thấy cái bờ không? Mất cái bờ rồi. Này. Cái bờ con. Cái bờ đem muốn giảm luôn đi cái bờ. Trục vớt. Tại thành ra bờ đâu có còn mất cây lúa này. Đá đi dưới nước cái đó mà không đá bờ đó cái này không biết. Này thì trắng nước nhẹ lại thôi. Bờ con. Chú này đang lỡ tới trong kia mà đáp rồi về không lỡ gì ta. Nếu mà ruộng gần mé cũng nguy hiểm. Cái này tiếng chân. Chỗ này mà lao nó mang ủng từ con cần dẹp ở đây đi dắt nó không cần nó không đi không cũng có bình bát nữa. Quê đâu có đồ Âu cổ đâu.
cho vụ rồi thì vụ này của nó ngon. Nó đây thường xuyên chứ quán của mình đóng sẽ gãi nè phóng không có vui, lỡ mà lọt xuống cái hết vui rồi, tự nhiên không mà nước chèm nhẹp đi về là không có vui. Xuống đây thì hơi sâu, mà xuống bên này thì cũng sình không à, hết vui rồi.